Dạ bạn không ai, chúng mình sẽ cho bò uống coca. Ui rồi, hôm nay mẹ ăn thành niệu thế. Đau bò uống coca à? Con bò niệu có thích uống không? Chưa thử. À, đây con bò của mẹ đây này. Còn ở trên đây thì có rất là nhiều bò nữa. Rất là nhiều bò. Bây giờ mẹ sẽ thử cho bò uống xem uống không nhá. Nào, vừa ra xem nào. Chặt lắm. Không phải nói thế. À, con ngồi xuống. Đấy, con ngồi đây. Mẹ thử, mẹ thử mẹ sẽ mở ra cho bò uống nhá. Đủ ra tí nha cho uống nha. Nhiều một tí. Sùi bò. Nước nhà uống bia ấy. Thêm vào ít quá. Rồi. Con mò nhậu thích uống bia không nhỉ? Không. Say sưa ấy. Đủ thêm vào ít quá. Con mò uống bia thì nó bị say sưa à? Năm lại nè. Sao hết rồi? Nó tí hết lửa, nhai một lít nữa ngay nè. Được chưa? Bây giờ mang con mò uống nhá. Để thử xem một con mò nó còn thích cái uống nước của ta không nhá. Hy vọng là nó thích uống. Nào, đi thôi. Đi rồi. Còn mình làm hoàng không còn hơi đủ mất. Đây, 20 rồi. Đi thật nhập, bình tĩnh thôi, có đủ mất. Không có ạ, nó hết đủ ấy. Con bò thì nó ăn nghỉ men rồi. Nó để xuống đất, phải đổ để xuống đất. Để đâu? Phải nó dịch ra vậy ấy được. Nó phải dịch ra vậy ấy được. Để đây xem uống không nhá. Đấy. Em nó thích uống sao của mẹ không nào, em ơi xem nó. Nó uống kìa. Nó uống kìa. Nó ăn đổ hết rồi. Không sao. Sao? Đấy là hư. Hết chưa? Sao hết rồi? Nó uống khỏe. Sao hết rồi? Nó hút sụt sụt rồi nhỉ. Lấy tiếp, nó hết rồi. À, hết chưa? Rồi. Ủa, con bò nó thích uống ngạc quá mà nó uống nó hết uống rồi sạch. Mà nó còn liếm à đấy. Cái khay của mẹ anh nhè. Hết rồi mà lại còn uống nữa kìa. Hết sạch nha. Hết rồi. Để thêm vào uống nha. Còn mẹ đừng lấy, uống lấy nha. Không còn nữa. Hết sạch, xanh xanh. Không còn một tí nào luôn. Để tao lại uống thêm nha. Cầm lên không có đổ. Từ từ. Từ ra đợi mớ nha. Mình tính không đi đâu mà vội nha. Đổ vẫn ít nè. Đổ vẫn ít tí tí nè. Bố đổ ít tí tí nè. Chưa nhiều à? Nè. Thế con lúc nó uống ảnh hưởng nó đổ mất nhá. Sợ là lúc nó uống nó hút vào mạnh quá là nó bị đổ ra ngoài mất đấy. Con hiểu chưa? Con ảnh hưởng thì sao đấy. Nếu mà chưa nó hút tay con thì gãy. Không sợ, để xuống đi. Để đây nhá. Để đó, đấy. Đây nè. Đây nè. Ê. Ê.
thứ đi không đổ mát nhanh nhanh. Đấy. Đấy, khách uống á, nhà con thứ được đấy được. Nhiều nước yêu dài nhỉ. Giật bắn cả làm con nhỉ. Con bò này rất thích của Puka các bạn ơi. Bắn hết ra đây. Nhưng mà một thời nó uống thì nó bị đổ rất nhiều đúng không? Đổ tí mà. Cái ca hơi bé. Hôm nay Ben siêu đãi con bò của Ben món nước giải khát Coca Cola đúng không? Và con bò tỏ ra rất là thích. Uống rồi, uống hết rồi. Thấy chưa, đồng ca của xem nè. Con liếm nha. Thôi để cho nó liếm hết á. Đấy, vẫn còn tháng hôm lên tao đổ đó. Thấy chưa? Rồi. Không nhìn đấy. Bố ngày thêm à? Thôi, không nhìn đấy. Đây là lần đầu tiên con bò được uống nước đúng không men? Con bò tỏ mẹ kìa. Con bò tỏ ra rất là thích uống nước ngọt đúng không? Rồi, mẹ chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn ở video sau nhá. Video sau men bảo là cho con bò uống bia. Bye bye.